ấp ôm hy vọng giản đơn, bình dị. Cơ sở của mình được đặt tên là Xôi Bóp Người Mù Ăn Vui. Thì mình cũng mong muốn rằng là cuộc sống ổn định, gia đình được luôn ăn vui. Thế nhưng vừa khởi nghiệp đã chông gai. Thì bé nó bị sinh non. Tôi chỉ sợ là con tôi nó không còn sống với tôi. Một cái điều đến bây giờ mình mong muốn nhất là làm sao cho con được đi học đến nơi đến chốn. Nỗi lòng nặng trĩu bao trùm lấy gia đình nhỏ. Mỗi khi ba đào con thấy ba buồn buồn, con không muốn ba buồn nữa. Liệu lần này họ có chạm đến cơ hội thay đổi cuộc đời? 2 phút, còn 1 phút nữa. Yeah! Kính mời quý bà con cùng đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa phát sóng vào lúc 19:10 chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.